10 giờ sáng, bây giờ tôi mới ngủ dậy các bạn ơi. Một căn hộ chật chội, chỉ có 42 mét vuông các bạn ạ. Dành cho những người độc thân, cho nên là không ban công, mà chỉ có một cái cửa sổ duy nhất này thôi. Ok, vâng, đây là cái gác đó mà tôi đã làm để cho mấy đứa nhỏ nó ngủ ở trên này cho nó rộng. Mở máy tính lên, bắt đầu một ngày mới. Vâng, 10 giờ 10. Hello, chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ. Vâng, sáng nào tôi cũng mở mắt ra là 10 giờ sáng. Thì cái việc đầu tiên mà khi tôi thức dậy ấy, là mình kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi lỡ nào không, có tin nhắn SMS gì không. Vâng, buổi sáng thức dậy tôi có thói quen là phải uống một ly nước, và tốt hơn là một ly trà nóng. Hồi trước thì đi làm tôi cũng uống cà phê buổi sáng, nhưng mà nằm nhà nay 4 tháng rồi, cho nên chả có cà phê uống. Ở nhà pha cà phê phin cũng lười, thôi hâm ly trà nóng lại rồi uống thôi. Ra email xem có khách hàng nào gửi không, kiểm tra Zalo, những cái group trong Zalo. Lý do là tôi nghỉ ngủ dậy trễ đó là các bạn biết rằng là bây giờ đang mùa giãn cách, mùa dịch bệnh giãn cách ở thành phố Hồ Chí Minh rất là phức tạp, cho nên là mình không có được đi làm. Ở công ty tôi là cũng tạm ngưng mấy tháng nay rồi, cho nên là mình ở nhà, cho nên là không có việc gì làm cả. Đêm mình thức khuya coi phim, cho nên là sáng dậy trễ. Ở nhà bây giờ đó là chỉ có 4 cha con thôi. Đó, tôi và 3 đứa nhỏ, bạn Kha, bạn Quốc, bạn Luân. Còn bà xã thì đi làm rồi, đi làm công ty. Cho nên là gọi là 3 tại chỗ mà, 3 tại chỗ. Cho nên là nhiều khi cả tuần, tháng mới về một lần, cho nên là 4 cha con là tự sống với nhau đó, rồi tự lo ăn uống cơm nước, cho nên là rất là căng thẳng và mệt mỏi luôn. Đó thì sáng ra cái việc đầu tiên của tôi là mình kiểm tra email, tin nhắn Zalo, Facebook, coi có cái gì hay không, có thông tin gì mới, shipper giao hàng hay là khách hàng liên hệ cái gì không, để mình có thể trả lời và đáp ứng cái nhu cầu kịp thời. 3 đứa nhỏ thì đang học online từ 7 giờ sáng tới giờ. Thank you.
lên sân thượng chút cho nó thoáng các bạn ơi. Các bạn thấy cái quang cảnh ở đây có quen thuộc không? Vâng, mọi khi thời còn đi làm thì sáng sớm nó hay lên đây quay flycam, quay cảnh sáng sớm rồi săn mây này, mặt trời bình minh này kia. Đấy, nhưng mà bây giờ mùa dịch khó khăn quá, flycam bán hết rồi, giờ không còn gì để chơi nữa luôn. Tôi ở lầu 5 cho nên là đi lên sân thượng chỉ có một tầng thôi, vài bước chân là đi lên đến sân thượng. Cũng rất là tiện. Đang không có gió trên sân thượng thì nghe tiếng loa thông báo của chung cư là mời mọi người xuống test nhanh Covid, cho nên là tôi cũng đi xuống. Đây là cái bàn làm việc của tôi. Ok, sau đó tôi làm việc, ngồi vào máy tính mở Premiere, chỉnh biên tập phim lên. Đó, mình edit những cái clip mà ngày hôm qua mình quay. Đó, ví dụ hôm qua tôi có quay cái clip thay nhớt 5 cái xe cho cả nhà sáng qua đó. Đó thì cũng đang làm suốt đêm qua. Làm suốt đêm qua cho tới 11, 12 giờ đêm. Rồi coi phim này kia, Netflix này nọ. Nên là gần 2 giờ sáng mới ngủ. Sáng dậy trễ. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Đó, mình hoàn thiện cái video này. Trong lúc chờ nó chạy render chắc mất cả nửa tiếng, một tiếng. Thì bây giờ cũng 11 giờ rưỡi rồi. Và tôi đi nấu cơm. Vâng, thùng gạo cũng hết rồi, cạn rồi các bạn ơi. Hết gạo rồi. Hai lon rưỡi. Gạo rẻ tiền nên nó dở quá, cho nên là tôi pha thêm miếng nếp vào cho nó dẻo dẻo dễ ăn. Pha nếp vào cho nó dẻo cơm chút. Rã đông cái cục gà này. Canh bắp cải. Ok, đây là món gà. Vâng, hiện giờ tôi đang nướng gà trong cái lò này. Chắc khoảng độ hơn 30 phút thì mới xong. Còn canh thì đã xong rồi. Thì lý do tại sao tôi phải nấu thì chắc các bạn biết. Bà xã thì đã đi làm rồi. Thì hiện giờ là ba đứa nhỏ còn đang học online, chưa học xong, mà mới học xong cũng mệt quá cho nên nghỉ chút. Đó, thì tôi sẽ tranh thủ nấu ăn. Và lát nữa bạn Luân có thể xuống đây để phụ tôi một chút. Mắm tương.
cơm chắc là đã chín rồi. Thêm một chút lửa nữa. Ok, bạn Luân đã học online xong và bây giờ đang muốn kiểm tra sản phẩm. Trời ơi, nó khét kìa. Wow, chết cha, nó bị cháy mấy cái chỗ mà bị đụng vô rồi, cao quá. Ê, nó dằn kìa. Ơi. Wow. Ngon quá các bạn ơi. Rồi, mình úp nó lại, úp nó lại. Wow. Wow. Nặng quá vậy. Ok, món gà nướng đã xong. 4 miếng dành cho 4 người. 4 cha con. Đấy, đây là bữa trưa. Bên đây là bạn Đoàn Kinh Kha. Đó. Ăn. Ok, bữa trưa của 4 cha con ở nhà. Đây. Wow, đây là cái đùi gà. Đùi gà nướng. Giờ kém 10 rồi các bạn ơi. Giờ này mới bắt đầu ăn cơm. Bạn Luân không biết có kịp giờ học hay không. Ok, bây giờ là 1 giờ mấy rồi. Bạn Luân đang học online. Đang làm mấy bài bobo để thuyết trình cho tuần sau. Đang học tiết sinh học. Nãy ăn cơm ngon không Luân ơi? No, no, ngon. Vâng, sau khi ăn cơm trưa xong thì tôi có thói quen rằng là không có ngủ trưa. Cho nên mình ngồi mình lướt YouTube, đọc comment và trả lời comment các bạn ở trên Facebook, trên YouTube. Ok, tôi ngồi lướt YouTube, trả lời comment của các fan. Công việc này khá là thú vị nhưng mà mất rất nhiều thời gian đấy các bạn. Còn bên đây là bạn Luân và bạn Đoàn Kinh Quốc đang học online. Vâng, đồng hồ đang là 1:45 chiều. Buổi chiều ngồi trên gác nóng quá cho nên mình xuống đây cho nó mát. Đó, có cửa sổ ánh sáng nó mát. Luân ơi, hello Luân. Đang học môn gì cơ? Môn thể dục. Lại thể dục hả? Đâu cho coi các bạn coi. Đây đây các bạn đây. Đây đây diễn đây. Trường con. Wow. Có sân gương rồi. Thầy kìa, thầy áo xanh. Thầy mới hớt tóc. Thầy mới hớt tóc xong. Wow. Hello thầy. Thầy dục. Còn bên kia là bạn Quốc. Quốc đang học môn gì Quốc ơi? Điều khác đúng không? Vâng, một điều khác. Đang học online, hai anh em đang học online. Vâng, đây là cái view góc học tập của bạn Quốc. Đó. Ê. View 1:45. Cho các bạn xem cái view của bạn Quốc. Anh nói tới bể nước luôn mà. Đó. Wow. Rất là nhiều đồ linh tinh lang tang. Học online cũng vui lắm nha các bạn. Vâng, cứ khoảng 1 tuần tới 10 ngày thì chung cư lại test Covid. Đó, và thỉnh thoảng thì tôi cũng có nhận cái bộ kit về nhà và mình tự test ở nhà. Sau đó mình báo cáo nộp lại cái kết quả để mình hạn chế cái tiếp xúc. Tại vì nhiều anh em nói rằng là khi mà mình đi test ấy, thì cũng rất là hồi hộp vì rất là nguy hiểm. Đấy, đây là cái có những ngày tôi test như vậy các bạn. Đó, chữ T là chữ C là ok. Tôi đang edit video thì nhận được tin nhắn Zalo của cái nhóm chung cư mời xuống nhận 15 kg gạo cứu trợ.
Quá tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới để nhận gạo đây. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3-4 tháng qua mới được nhận một món quà đầu tiên các bạn. 15kg gạo. Đang rửa chén thì thấy có con ba nó cứ đụng đụng vào chân của mình. Xu này các bạn ơi, đó thấy chưa, nó bò dưới chân rồi, nó muốn cắn tôi thì sao á ha. Xu ha, Xu ha, nhìn camera kìa, nhìn camera này, camera này, camera này, đó camera, camera, camera đó. Đây là vài hình ảnh mà cái hôm tôi đi xếp hàng nhận tiền cứu trợ các bạn ơi. Đó, 1 triệu đồng nhân cho nhà được 5 người là 5 triệu đồng. Đây là món trứng ốp la ăn xế với bánh mì nướng giòn. Hello, ăn xế lúc 3 giờ 4 giờ chiều các bạn ơi. Đây là cái đường đi lên sân thượng. Ừ, khoan quá. Vâng, buổi chiều khoảng độ 4-5 giờ chiều thì tôi hay lên trên sân thượng chơi, bay flycam rồi review gimbal, review những cái sản phẩm mà các bạn hay coi trên kênh YouTube đó. Rảnh rỗi thì lên chụp time lapse hoàng hôn, tôi chơi những cái clip time lapse mà các bạn xem á, time lapse hoàng hôn đó là tôi chụp hướng này kỷ niệm cái nơi mà mình đang sống. Vâng, tôi sống ở đây là hơn 12 năm rồi, ở cái khu dân cư Phú Lợi này, phường 7 quận 8 này. Tôi đang là tập làm bánh các bạn. Nhồi cho nó dẻo rồi mình sẽ bỏ bơ vô. Đó, 20g bơ lạc. Đó, nhồi cho nó dẻo rồi mình sẽ bỏ bơ vô. Ồ, nhét thêm 2 miếng phô mai vô cho nó ngon nha các bạn. Chấm mè này. Wow, ngon quá các bạn ơi. Wow. Chuẩn bị đưa vào lò nướng thôi. Quét hột gà lên cho nó đẹp các bạn ơi. Lát nữa nó vàng. Ok, mình cho vô lò nướng. Đó, mình chỉnh lên 10 phút. Wow. 23 giờ tối. Vâng, tối khuya tôi hay lên sân thượng chơi, đi dạo vòng cho nó mát, ngắm cảnh. Đấy, đây là quang cảnh khu dân cư buổi tối. Rất đẹp.
ngoài trời là kiến thức đẹp. Ánh sáng rực rỡ. Đúng rồi. Giờ này Sarah có nghĩ ra ý tưởng mới cho lớp trường của tôi. Tôi đang được tập trung hồn quá. Chào xu hướng mới này. Cứ có chị cô Mai Trai. Ok, nghe mùi thơm rồi các bạn ơi. Yeah. Wow. Không thể tin được. Trời ơi. Ngon quá. Wow. Quá là thơm ngon. Bây giờ đã 0 giờ 28 phút sáng rồi. Đói bụng quá cho nên là tôi nướng bánh mấy cha con ăn rồi coi phim. Yeah, mời các bạn ăn bánh đây. Mới nướng xong. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Bốn cha con đang xem phim trò chơi con mực. Đây, đấy. Wow. Kha này. Gần 1 giờ sáng rồi còn đang coi phim con mực rồi ăn bánh nha. Wow. Woo. Không giờ 30 sáng. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi các bạn. Ôi, coi phim là tới 2 giờ sáng luôn. Bây giờ tôi mới cảm thấy mệt rồi. Và bây giờ là sẽ đi ngủ đây. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.